lộc, ba con ơi cùng nhau hay lộc, ba con ơi cùng nhau hay lộc. Kính thưa bà con thân mến, và bây giờ chúng ta đang có mặt ở tại những vòng quay. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng quay đầu tiên, xin mời anh Linh ạ. À. Hả? Anh quay hả? Anh quay đi anh Linh. Anh sẽ quay ngược chiều cái đồng hồ, tướng nó buồn. À. Không sao. Quan trọng là cái này là nó số 1. Nó sẽ dừng lại ở khoảng số 4. Số 4. Và số 4 này thì ai sẽ là người đảm nhận vòng quay đầu tiên ạ? Xin mời anh. Số 4. Rồi vô. Vòng quay đầu tiên bắt đầu. Cố lên anh ơi, ôm cho chắc nha anh ơi. Số 4, ôm cứ để cái chân bình thường, trụ chân vô. Cái chân mình móc vô, móc cái chân vô, móc cái chân vô. Tới đó mình vừa hái lá lọc xong rồi mình thả chân mình ra luôn. Số 4, số 4. Số 4 nha. Rồi, rồi thả chân. Thả chân ra, thả chân ra. Thả chân xuống đi. Nhào xuống luôn. Rồi. Đúng rồi, hay quá. Kính thưa bà con đang mến, chúng ta sẽ cùng đón xem ở vị trí số 4, nhãn hàng mang tên Z50VWG sẽ có giá trị số tiền là bao nhiêu? Mọi người đón ạ. 6 triệu. 6 triệu là bao nhiêu anh? 6 triệu. 6 triệu. 6 triệu. Anh rút ra nha. Việt Nam nào không 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 ba số không, ba số không rồi, bốn số không, năm số không, sáu triệu, sáu triệu số không nữa là tôi xỉu luôn á. Sáu số không, sáu triệu, hai triệu. Mời anh Linh ra đây. Rồi mời anh ra đây, anh Linh sẽ trao lại số tiền 2 triệu cho người đã thực hiện vòng quay đầu tiên. Chúc mừng anh. Rồi, mình về lại vị trí. Và bây giờ chúng ta sẽ đến vòng quay thứ hai. Quay anh đứng cái tướng này cho đẹp đẹp lên Linh. Con số ngày này sẽ là con số. Nó sẽ dừng ở ngay vị trí số 7. Số 8. Trời ơi. Trở gì vậy xuất phát? Khoan khoan khoan, để mình coi lại. Số 1. Bởi vì vòng quay của anh Linh đang nằm ở giữa hai con số 1 và số 8 nên chúng ta sẽ quay lại. Xin lỗi, tứ. Rồi ai có hát lô tô được hát đi. Con mấy gì ra cỡ ấy gì ra cờ ra con mấy con mấy gì ra gì ra cờ ra con mấy y vậy nữa hả? Số tám số y trời cái này như là chạy trời không phải đấy à. Ai trả lời thực hiện à? Không sao đâu, nhiều khi số 8 á nó gần với số 6. 6 triệu đó anh. Xin mời anh vòng quay thứ hai bắt đầu. Cố lên, 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 giữ chặt vô. Rồi móc cái giò vô, giữ thăng bằng. Vừa nha. Cái trái bên trái. Móc bên kia, móc bên kia. Móc giò bên trái. Đúng rồi. Rồi móc luôn chân phải đi là vừa rồi. Móc lên chân phải ra luôn. Móc chân phải vô luôn anh. Cái chân phải. Trời đất ơi, ổng lộn chân nữa. Móc, móc, ráng lên, ráng lên, ráng lên, ráng lên. Hít thở sau vô, hít thở sau vô, hít thở sau vô. Hít thở sau vô. Hít thở sau vô. Cố lên, 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 sắp tới rồi, sắp tới rồi, cố lên, 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 chưa 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 thả chân xuống trước chưa thả chưa, hai chưa. Cái chân xuống á cho anh hai chân xuống đốn vô. Chúng ta sẽ cùng đón xem ở vị trí số 8, vị trí con số đỉnh điểm nhất của vòng quay lớn sẽ có giá trị là bao nhiêu tiền? 6 triệu. Chúng ta sẽ cùng chào đón tấm bảng có tên thuốc trừ bệnh vi khuẩn Total 200 VWB phở sẽ có giá trị bao nhiêu tiền? 6 triệu. Rồi rút ra luôn em. 6 triệu đồng. Có thể nói là ở vị trí
đỉnh nhất của vòng quay lại mang lại cho ta một cái giá trị cao nhất 6 triệu đồng. Mời Tuấn sẽ trao lại cho anh. Xin mời vòng quay thứ ba. Đang hồi hộp nha quý vị ơi. Vòng quay sẽ dừng lại ở vị trí số số mấy? Số 3. Số mấy? Số 3. Số 5. Số 5. Số 5. Số 5 ở gần dưới. Số 5. Tôi nghĩ số 5 nó có giá trị là 3 triệu. 3 triệu. Có ai tin tôi không? Ai tin 3 triệu giơ tay lên. Ai tin 3 triệu giơ tay lên. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng quay thứ 3. Xin mời. Cố lên, cố lên. Anh vừa lấy xong anh thả người luôn nha. Rồi, móc cái chân trái vô. Móc đi, móc đi. Chân trái, móc vô mạnh lên, chưa, chưa. Gắn móc, gắn móc, gần tới rồi, không sao. Gắn chút xíu nữa. Chuẩn bị tới vòng quay số 5 nha, chuẩn bị tới số 5. Rồi, lấy đi. Rồi, khiêu luôn. Rồi, thả chân xuống, thả người xuống luôn. Thả nhẹ xuống luôn, thả hai cái giò xuống. Chúng ta sẽ cùng đón xem ở vị trí số 5, nhãn hàng thuốc trị bệnh Evitin 50FC sẽ là bao nhiêu tiền. Tôi cũng nói 3 triệu, ai nói 3 triệu? 3 triệu, ai đồng ý giơ tay? Xin mời anh Linh. Từ từ nha. 3 số 0, 4 số 0, 5 số 0, 6 số 0. 2 triệu. Xin mời anh bước lại ạ. Không, anh nhường cho Thanh Tuấn cho anh. Mời nghệ sĩ Hài Thanh Tuấn. Anh Linh sẽ trao tấm bảng 2 triệu lại cho anh Tuấn. Như vậy, hiện tại chúng ta đang có tổng số tiền ở cả 3 vòng quay là 10 triệu đồng. Tổng số tiền của 2 vòng đầu chúng ta có số tiền là bao nhiêu ạ? 8 triệu 2. 8 triệu 2 là 18 triệu 200 ngàn đồng. Cảm giác của anh đến với chương trình thì anh thấy sao? Thật ra thì hôm nay đến với mấy anh em hai đội, đội Hòa Ân và đội Phong Thạnh thì rất là vui, vì thứ nhất mấy anh là nông dân mà thi một cái chương trình ý nghĩa là về những cái kiến thức hàng ngày của mấy anh, những cái chuyện mấy anh đối mặt hàng ngày, thì khi mấy anh trả lời là mình cảm thấy vui lắm. Thì vì qua cái chương trình này mình cũng biết được thêm một ít về những cái kiến thức về nông thôn. Cái thứ nhì nữa là có sự góp mặt của Thanh Tuấn thì hai anh em cũng hô hào cố gắng mà để cho mấy anh giật được giải thưởng lớn đem về lo cho gia đình, vậy là quá vui. Vâng, xin cảm ơn anh Linh.